Sau rất là nhiều các clip thần thánh hóa cái trình duyệt web của Sony, của Samsung, nhiều bác thì sử dụng các dòng TV đời mới của TCL, các dòng như chạy Google TV Android 11, một số các dòng TV QLED như C735, Q636 hay các dòng P735 hay P638, thì các có hỏi là làm thế nào thì có thể là gì xem được giống như trên cái trình duyệt web của TV Samsung hoặc là TV Sony, nó có mượt được như thế hay không, tải cái trình duyệt web đó như thế nào. Ví dụ em đang truy cập vào một cái giao diện có Google này, có YouTube, có TikTok, có Facebook, có cả Zalo luôn. Mọi người có thể vào truy cập cả Instagram này, hay là đơn thuần là đọc báo của các cái trang web đình đám, VnExpress, báo Bình Dương, báo Thể thao, Vietnamnet đều có tích hợp tại cái ứng dụng này. Thì trong clip này thì em sẽ cùng các bác là cách để có thể tải cái ứng dụng này, làm thế nào để xem được như này các bác nhé. Mời các bác thì em sẽ hướng dẫn trên một chiếc tivi tương tự. Nhu cầu xem tivi giải trí không chỉ đơn thuần xem mỗi YouTube, mọi người cũng có thể là truy cập Facebook này, truy cập vào TikTok hay là truy cập vào Zalo xem các cái trận bóng chiếu phát trên các cái trang, trên các cái nền tảng trực tuyến. Chẳng như mọi người hay xem ở gì, ở Cà Khịa, ở Về Bờ TV hay một số các trang web phát bóng đá lậu đấy, hay là muốn đọc báo hoặc là gì, hoặc là đọc các tin tức đấy, đọc các tin tức. Thì để có thể làm được như vậy thì trên TV Samsung và Sony em đã giới thiệu rất là nhiều, cả TV LG nữa. Còn đối với TV của TCL, các dòng TV mới của năm 2022, thì để làm được như vậy thì trước tiên mọi người sẽ cần phải tải cái ứng dụng này về. Cái ứng dụng này thì nó sẽ phục vụ với nhu cầu xem giải trí. Rồi để có thể là tải được nó về thì mọi người sẽ gì, sẽ truy cập vào cái mục tìm kiếm ứng dụng và trò chơi. Google TV thì sẽ là di chuyển vào cái tab ứng dụng này, sau đó thì xuống cái mục tìm kiếm ứng dụng và trò chơi này, và mọi người gõ cái tên ứng dụng mà mọi người cần tải. Còn đối với các cái dòng TV mà không phải giao diện Google TV thì mọi người sẽ truy cập vào CH Play hay là cửa hàng Google Play Store, sau đó thì ấn vào cái phần kính lúp, gõ cái tên ứng dụng mọi người muốn tải. Và cái tên ứng dụng mà em đang hướng dẫn mọi người sử dụng đây thì nó có tên là gì? Có tên là Browse Here, tức là trình duyệt web tại đây. Vậy thì bây giờ để có thể tải được thì mọi người sẽ gõ vào ô tìm kiếm chữ Browse Here. Đấy. Trước khi để có thể làm được điều này thì mọi người phải đăng nhập cái tài khoản Gmail vào nhé. Đấy, Browse S Here. Đấy. Sau đó thì mọi người ấn cái dấu Enter để cho nó thực hiện cái quá trình tìm cái ứng dụng. Kết quả cho Browse. Đấy, mọi người thấy không ạ? Browse. Thì ngay ở cái mục đầu tiên chính là cái TV web Browse. Mọi người ấn vào. Sau đó thì đợi nó load. Load ra thì mọi người ấn vào chữ cài đặt. Đấy, ấn vào chữ cài đặt. Thì chờ khoảng vài giây để có thể truy cập, để có thể cài đặt. Thì tùy vào cái tốc độ mạng, thường là mọi người bắt mạng wifi hoặc mạng có dây. Và khi mà mọi người đã đăng nhập tài khoản Gmail và rồi tìm kiếm cái tên ứng dụng này thì nó sẽ ra nhé, Browse App Here này. Đấy. Đấy, sau đó thì nó sẽ hiển thị lên chữ mở, ấn vào mở. Đấy, tại đây thì mọi người đã có thể là bắt đầu để trải nghiệm cái ứng dụng này rồi. Thì top các trang web là những cái trang web, những cái thông tin đang được nhiều người đọc, nhiều người tìm kiếm. Đấy, cập nhật ngay cái thời điểm mọi người xem. Ví dụ này, Erik ten Hag tuyên bố sẽ xử Ronaldo vụ bỏ dở trận MU với Tottenham. Chuyển nhượng cầu thủ ngày 20 tháng 10, Erling Haaland sẽ đến Real Madrid. Thì đây là những cái tin bài hàng đầu được cập nhật ở trên các trang web, các trang báo trực tuyến. Còn để mà truy cập vào những cái trang web mà mọi người muốn xem thì mọi người sẽ truy cập vào Google. Và cái mượt mà của cái ứng dụng này là sử dụng cái con trỏ rất là dễ dàng. Đấy, nhấn lên để cuộn lên hoặc cuộn xuống. Đấy, cuộn lên hoặc cuộn xuống. Mọi người thấy không ạ? Đây là cái hướng dẫn nhé. Khi mà hiển thị ra hướng dẫn thì mọi người ấn quay trở lại. Mọi người điền nó vào đây. Ví dụ mọi người muốn xem bóng đá trực tuyến, xem lậu hay xem phim thì mọi người gõ cái địa chỉ vào đây. Đấy, chẳng như Cà Khịa chẳng hạn, hay là Sao Kê hay là Về Bờ chẳng hạn. Đấy. Ví dụ như vậy. Đấy, hoặc là mọi người tìm kiếm xem phim thì mọi người sẽ ấn xem phim vào đây.
À, xem phim. À, xem phim, ấn Enter. À, ấn nút Enter cho nó tìm. Thì nó sẽ ra một loạt các trang web chiếu phim luôn. Di chuyển con trỏ này để lựa chọn. Cũng có thể kết hợp với cả chuột không dây để có thể sử dụng dễ dàng. Và cái điều đặc biệt mà mọi người nhìn, quan sát này, làm thế nào để cho nó ra cái danh mục bên ngoài này, thì mọi người sẽ quay trở lại, quay trở lại cái màn hình trang chủ, di chuyển ra bên ngoài màn hình trang chủ nhé. Sau đó thì di chuyển vào cái mục xem tất cả. Tại đây thì nó sẽ có cái mục là Browse Here. Mọi người giữ phím OK ở giữa, ấn vào mục di chuyển. Đấy, thì chuyển nó lên trên. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện ở cái ngoài cái màn hình trang chủ rồi. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó đã ở bên ngoài rồi. Đấy, cảm giác dùng khá là mượt mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn rất là nhanh sử dụng trình duyệt web trên TV của TCL, thế hệ TV thông minh của 2022.